Thưa quý vị, thời tiết thuận lợi từ sau kỳ nghỉ Tết đến nay là thời điểm phù hợp để bà con cư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản xa bờ. Để hỗ trợ bà con thuận lợi trong hoạt động đánh bắt đầu mùa vụ, lực lượng chức năng thành phố cũng tổ chức ra quân tuyên truyền, đồng hành cùng cư dân trong dịp này. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Theo các người dân địa phương, mặc dù thời điểm ra quân sản xuất năm mới 2023 này có phần sớm hơn so với mọi năm, tuy nhiên lượng tàu thuyền xuất cập cảng vẫn khá thấp. Nguyên nhân là do một số vấn đề vẫn còn tồn tại như thiếu hụt về lao động biển và dịch vụ hậu cần. Đây là khó khăn chung của các chủ tàu Đà Nẵng, nhất là khi vụ cá Nam cũng đang cận kề. Thường thường năm nào cũng vậy thôi, đầu năm là khi đang khai thác thì nhân người lao động á, người lao động mà tham gia đánh bắt hải sản với mình á thì cũng có gặp phải là cũng không đầy đủ nhiều. Trước là ví dụ là mình đi 10 11 người. Nhưng mà bữa nay á là tiếng này là họ đi nhảy cùng hết. Bà con dân là người lao động trên biển là họ nhảy đi hết. Nên là chúng tôi nói là 8 người, 9 người chúng tôi vẫn hoạt động. Nhưng mà đúng ra tiếng là hẳn phải 11 người. Vào tháng 4 này nó bắt đầu mua vụ cá Nam, bên mình thì tổ đội dịch vụ hậu cần thì gồm 5 tàu cùng sống chữ, bây giờ là cùng trong công tác để chuẩn bị sự soạn cho tàu ra khơi để kịp cái mua vụ đầu năm. Sự đồng hành của lực lượng chức năng trong việc phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ để cư dân yên tâm bám biển, khai thác thủy sản xa bờ đã góp phần giảm đi những sai phạm trong hoạt động đánh bắt trên biển tại các ngư trường quốc tế. Đối với cái công tác thông tin liên lạc biển ấy, thì hàng ngày theo cái quyết định 22 của Ủy ban thành phố thì buổi chiều hàng ngày thì bà con sẽ kết nối thông tin liên lạc với bộ đội biên phòng. Thứ nhất để báo cáo cái tình hình chủ quyền của vùng biển Việt Nam. Thứ hai cái kết quả khai thác trong ngày của bà con cũng như công tác hỗ trợ của bà con ngư dân trong công tác hỗ trợ đoàn kết đánh bắt sản xuất trên biển. Đối với cái công tác giám sát hành trình thì hiện nay bộ đội biên phòng có các đài để duy trì cái công tác kết nối thiết bị giám sát hành trình để kịp thời phát hiện những bà con vi phạm với ranh giới để nhắc nhở bà con không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Dự báo hướng thời gian tới, các hoạt động khai thác thủy sản tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi vào vụ cá Nam, một trong những vụ cá chính của năm. Các lực lượng chức năng thành phố cũng đã sẵn sàng các phương án để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân trên từng cư trường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.